Rồi chào anh em, hôm nay mình hướng dẫn anh em ghép iPhone XS Max này, lắp của AT&T nha. Anh em nói mày sim mình sẽ hướng dẫn anh em mày sim một chút nha. Ghép bằng sim này, cái sim điện thoại, cái mặt cá chữ này, này mỏng một tí thôi, lấy cái vũ móng tay hay là cái nhám gì đó, chà vũ mỏng một tí. Bởi vì nó có miếng sim ghép nữa nó sẽ dày hơn chút nên là mình phải mài mỏng một tí. Một tí như vậy được rồi. Rồi xong mình lấy keo hai mặt mình dán vô. Còn như mình thì mình dán thẳng như vậy, dán chừa cái máu đồng ra là ok. Đó, cách bỏ vô nha. Sim ngược là bỏ sim điện thoại vô trước, bỏ sim ghép vô này, mình canh này. Rồi mình kéo xuống này coi, nó báo chỗ này không dịch vụ là mình đã lắp đúng nha. Đó, không dịch vụ là nó sẽ đúng này. Rồi cái này lắp AT&T thì mình vô trang hưngthịnhmobi.com. Đó, mình vô chỗ 3 chấm. Này, cái bảng mẹ em ở đây này. Mình kéo xuống Mỹ là United States này, AT&T này. Mình sẽ nhập mã full của 4G này. Trước khi nhập mã là mình bấm thằng chú nha, 112 gọi. Rồi sau đó bấm sao bấm gọi. Nè, cái ghép mình trả nó về không số 0 trước đây. Đó là sim mà anh em thợ sử dụng rồi nha, còn sim mới thì khỏi cần nha. Và sau đó là mình bấm sao bấm gọi lại. Hiện em ở đây là mình nhập này. 3131300. Rồi bấm gửi. Rồi nó đang kết sóng nha anh em. Nếu nó chưa lên này, bây giờ cái thao tác kết sóng này nha. Thao tác kết sóng là bấm 112 gọi. Đây rất Facebook mình mà anh em đi chơi nha. Chờ tắt. Rồi sau đó anh bấm thăng, bấm gọi. Đã mấy dân ở đây mình cứ chờ đợi thôi. Nó chờ đợi nhảy sóng này. Đó anh em thấy chữ Việt Nam nó nhảy sóng. Anh em chờ tí nha. Bấm 112 gọi rồi bấm thăng, bấm gọi. Rồi kết sóng. Có thoại 50 không ạ? Chị 4 cái thẻ 50 còn phòng này, này là mình chờ tí nên lên sóng không nha. Cho em bật dữ liệu di động di chuyển luôn lên. Chờ tí đi. Này chắc 3 tuổi rồi phải không? Nếu mà nó mình chờ mà nó vẫn không lên thì mình tiếp tục làm lại nha. 112 gọi. Rồi bấm thăng, bấm gọi. Sẽ reload sóng này. Anh em nhìn chỗ này nó nhảy sóng. Sáng giờ vẫn xài mới, hồi tối là bơm cái cấm điện vô cái lúc nó lên lúc nó không. Cái chỗ cấm điện nó có bị trục trặc gì đó. Lúc nó vô lúc nó không. À, mình cứ chờ thôi nha, bấm 112, nếu mất sóng không dịch vụ là mình bấm 112 gọi, rồi bấm thanh gọi. Cái sim này thì nó hơi chậm nè, bấm lựa chọn mạng di động này, rồi ok như vậy là lên. Nha, anh em chờ tí nha. Kiểm tra được 3G có chưa? Rồi sửa cho anh bạn là anh em vô After, đào cái app là Edit Contact Pro.
Vậy mở lên nè. Sim này bán 150.000 cái nha anh em. Anh em cần thì liên hệ mình nha. Còn đây group Facebook mình mời anh em vô chơi. Vô contact nè. Này, SKT. Chọn Việt Nam. Rồi rom S3. Bảo qua. Rồi edit prefix number này. Rồi sửa cho anh bạn là xong. Cái điểm phát wifi mình vô đây mình sửa, mình thiết lập cái điểm cảnh tạo truy cập cái nhân này. Rồi như vậy là nó có rồi đó. Mình vô này mà nó có điểm truy cập cá nhân này. Đó. Mình anh em coi nó lên FaceTime luôn này. E-message này lên rồi nha. Số điện thoại FaceTime luôn, lên số điện thoại nha. Rồi vậy đã xong, chúc anh em vui vẻ, chào anh em.